Thầy và các bạn, con tên là Lã Mạnh Hùng, học sinh lớp 6A2 trường Trung học cơ sở Dịch Vọng Hậu. Hôm nay con sẽ thuyết trình về bài Scratch của con. Bài của con tên là Cho cá ăn. Bài này con đã lấy ý tưởng là con đã từng nuôi cá. Mở đầu trò chơi là bắt đầu và luật chơi. Trước tiên ta hãy cùng đi xem luật chơi nhé. Luật chơi à? Thứ nhất, cho cá ăn những hạt thức ăn màu vàng để được điểm. Và level 2 sẽ có những hạt thức ăn màu đen, nếu ăn vào sẽ bị trừ điểm. Thứ hai, không để bị cá nóc và các sinh vật khác chạm vào, không thì sẽ bị trừ mất điểm. Game có 2 level, để lên được level 2 ta cần cho cá ăn 25 hạt thức ăn. Cách win game là đạt được 50 điểm ở level 2. Sau khi đã hiểu luật chơi, hãy cùng đi chơi nào. Thế có vẻ bài của con nó bị lỗi rồi. À, rồi con tiếp tục đi không sao cả. Gần đây sẽ là cái phần Con mềm có thể của sang bước tiếp theo là bước chia sẻ cũng được, hoặc là bước trình bày về huấn lệnh cũng được, tùy con. bài. Bài này con thích nhất huấn lệnh là của con cá, tại vì nó sẽ luôn luôn đi theo con chuột này. Bài của con đến đây là kết thúc. Con cảm ơn thầy và các bạn đã lắng nghe bài thuyết trình của con ạ. Rồi, thầy cảm ơn Mạnh Hùng rất là nhiều. Thế ngay bây giờ thì thầy sẽ mời những bạn khác để xét bài cho con nhé. Thì trong khi nhận xét thì con cũng giữ nguyên cái màn hình sản phẩm này. Cái thứ hai là mình cũng bật cam con nhé, được không? Các bạn ơi, bây giờ thì thầy muốn nghe nhận xét của các bạn cũng như là những đóng góp ý kiến của các bạn cho cái sản phẩm của bạn Mạnh Hùng được tốt hơn. Chúng ta nhận xét về mặt sản phẩm này, về mặt thuyết trình này, xem bạn làm tốt chưa, đúng không? Và nếu như có ý tưởng thì thầy rất là mong là các bạn có thể để đóng góp những ý tưởng để cho bạn Mạnh Hùng có thể hoàn thiện sản phẩm này nó tốt hơn trong thời gian tới. Ủa, có bạn nào chúng ta muốn nhận xét không nhỉ? Thế thầy sẽ gọi nhé. Thầy sẽ gọi này. Đầu tiên thì thầy sẽ mời bạn Thanh Nga nào. Thì mời Thanh Nga. Thanh Nga nhận xét bài cho bạn Mạnh Hùng nào. Thì mời con. Bài của bạn là làm tốt, nhưng mà cái cách thuyết trình cách thuyết trình của bạn nó vẫn còn thiếu vài chỗ. Con có thể nói rõ hơn được không? Ví dụ thiếu chỗ nào, ví dụ. Ý là nó thiếu cái mà kiểu như là con gặp khó khăn gì trong cái bài này và mấy cái khác rồi. À, cái bước chia sẻ, bạn chia sẻ hơi ít đúng không Thanh Nga? À, À rồi, Thanh Nga ơi, thế con có ý tưởng gì góp ý cho sản phẩm của bạn không? Để cho bạn có thể hoàn thiện sản phẩm hay hơn không? con nghĩ là không. À rồi, thế thầy cảm ơn phần nhận xét của Thanh Nga nhé. Thầy cảm ơn con. Sau phần nhận xét của Thanh Nga thì thầy sẽ mời các bạn khác nhé. Nào, thầy mời bạn Huy nào. Thầy mời Huy. Và con thưa thầy là bài của bạn ấy được rồi và bạn ấy cũng có làm rồi, nhưng mà tuy nhiên thì có cái vài thứ mà bạn ấy vẫn chưa được tốt lắm. À rồi, Huy ơi, mình có thể bật cam được không? À, con có thể Không, nói không rõ bật được. hơn, con có thể nói rõ hơn là cái chỗ nào không được tốt lắm không? Như là cái kiểu như là cái chỗ của bạn ấy, cái con của bạn ấy thì nó bình thường và
Bạn ấy có thể làm nó kiểu đẹp hơn mà có thể đổi màu à? À, tức là để sản phẩm hay hơn thì mình có thể làm cho những cái con đấy nó đổi màu nhấp nháy đúng không? Vâng. Nhìn nó sẽ Vâng. sinh động hơn. Đấy cũng là một ý tưởng đúng không? Thế ngoài ra thì Huy có một ý tưởng nào khác nữa không? Không ạ. À rồi, thầy cảm ơn nhận xét cũng như ý tưởng của Huy đóng góp cho bạn Mạnh Hùng. Thầy cảm ơn Huy, Huy rất là nhiều nhá. À, thầy mời bạn Chí Hoàng nào. Chí Hoàng ơi, Chí Hoàng, Dạ. con có nhận xét gì cho bài của bạn không? Con thấy bạn làm được được ạ. À được rồi, thì phần thuyết trình của bạn theo con đã tốt chưa? Tốt rồi ạ. À rồi, Bạn thế rõ. à rồi, nếu mà là con thì con sẽ, tức là con, thầy muốn hỏi con có ý tưởng nào để giúp bạn phát triển sản phẩm này không? Ý tưởng để phát triển game ấy, tức là những cái Nếu mình mà bạn cần phải làm gì để cho sản phẩm của bạn hay hơn đấy. con thì con sẽ cho kẻ từ tránh xa chứ không như là cứ hiện ra ở đâu đó. À rồi rồi, thầy cảm ơn Chí Hoàng nhé, thầy cảm ơn nhận xét cũng như là những ý kiến đóng góp của con. Thế bây giờ thì thầy sẽ nhận xét cho bạn Mạnh Hùng. Tuy nhiên thì trước khi nhận xét cho Mạnh Hùng thì thầy cũng sẽ có một vài câu hỏi dành cho Mạnh Hùng. Mạnh Hùng ơi, Mạnh Hùng ơi, con có nghe thầy nói không? Đâu rồi Mạnh Hùng, đâu rồi? Con có À rồi, Mạnh Hùng ơi, ở đây thì thầy thấy con bây giờ con làm thế nào để có thể lập trình để cho những cái con vật như con sứa, con bạch tuộc nó cứ di chuyển như vậy nhỉ? Mình làm thế nào? thầy thầy có thể nói lại được không ạ? Con nghe nó Con không rõ mấy. làm thế nào để lập trình để được cho những con sứa và những con bạch tuộc ấy nó di chuyển nhỉ, liên tục như vậy? Con sẽ đặt là khi bắt đầu thì đợi ngẫu nhiên giây xong sau đó xuất hiện từ các vị trí ngẫu nhiên, nếu đang chạm cạnh thì sẽ bật lại ạ. À, đang chạm cạnh thì sẽ bật lại đúng không? Ở đây thì thầy thấy có một cái là con đặt một cái biến của tôi đấy thành lấy ngẫu nhiên, thì liệu có phải cái biến đấy là biến vị trí không? Phải là mình bị nhầm tên biến không? Con có nhìn thấy ở trên cái, ở trong cái phần là đặt hướng bằng từ 1 đến 180 này. Sau đó là gì? Đặt biến của tôi thành 1 đến 4 đấy, thì liệu có phải cái biến đấy của con là biến vị trí không? Con nhìn cái biến của tôi ấy, phải mình sai tên biến không? Đấy đấy, đúng rồi đấy. Không không, đây này, đợi thêm một Rằng chút. đây là cái thừa ấy, con đặt nhầm vào. À thừa, thừa đúng không? Thế thầy hỏi con nhé, thế như vậy ở đây thì của con, thầy nhìn thì như là nó có mấy vị trí thì phải đúng không? Vị trí 1, vị trí 2, vị trí 3. Cái biến vị trí đâu? Cái biến con lấy ra, con đặt giá trị thiếu đâu? Con đặt nó ở Không, không. Ở đây con thấy không? Nếu vị trí bằng 1 thì con đi tới điểm x. Con đi tới điểm x y đúng không? Nếu vị trí bằng 2 thì cũng đi điểm x y. Đấy, thì như vậy thì mình lấy giá trị x bằng 1, vị trí bằng 1, vị trí bằng 2, vị trí bằng 3 ở công lệnh nào? Đúng rồi, chính còn xác, chọn chọn thế. Thế cho nên là vừa rồi là thầy nghĩ rằng cái vừa rồi là mình đang bị sai cái tên biến đúng không? Mình chưa đặt đúng cái tên biến là biến vị trí. Đấy là cái thứ nhất. no. Ở đây thì chúng ta hiện tại thì có mấy vị trí nhỉ? Con có tổng cộng là 3 vị trí thôi ạ. À, ba vị trí. Ba vị trí thì mình nên lấy ngẫu nhiên từ đâu đến đâu, từ 1 đến mấy? Từ 1 đến 3 thôi ạ. À chính xác đúng không, từ 1 đến 3. Rồi rất là tốt.
Ở câu hỏi thứ hai thầy muốn hỏi con là cái con cá của con ấy mình làm thế nào để nó có thể di chuyển cho chuột được nhỉ? Cho con chuột của con ấy. Con sẽ thêm là hướng luôn luôn di chuyển theo phía con chuột và hướng về con chuột. À, hướng về con chuột rồi. Câu hỏi về tiếp nữa nhé. Câu hỏi tiếp nữa là mình làm thế nào để mà mỗi khi mà con cá của con nó ăn được mồi ấy thì nó lại điểm nó lại tăng nhỉ? Điểm lại tăng nhỉ? Là con sẽ khi nhận vào là nếu mà chạm vào như quả bóng này thì nó sẽ lấy ngẫu nhiên điểm ạ. À, điểm của mình nó lại không phải là một con số mà nó là ngẫu nhiên từ 1 đến 2.5 điểm đúng không? Vâng ạ. À rồi, ok, rất là tốt. Rồi thầy hỏi thêm thêm câu hỏi cuối cùng nhé. Câu hỏi cuối Vâng cùng ạ. là ở trong sản phẩm này của con thầy thấy có rất nhiều nhân vật. Thì ở đây thầy thấy có nhân vật bạch tuộc là nhân vật sứa này. Thì theo con thì mình có thể gộp những nhân vật đến lại được không? Theo con là có được ạ. Nếu mà mình gộp thì mình sẽ làm thế nào? Mình sẽ cho xuất hiện nhiều hơn với các trang phục khác nhau ạ. À đúng rồi. Thay vì chúng ta để nhiều nhân vật như vậy, đúng không? Các huấn lệnh của nó thì khá là giống nhau đúng không Mạnh Hùng? Vâng ạ. Ở đấy, chính vì vậy mà khi nó giống nhau về mặt huấn lệnh như vậy, nó chỉ khác nhau về mặt hình ảnh, nhân vật thôi. Thì khi đó thì chúng ta có thể gộp những cái nhân vật đấy thành một nhân vật thôi, và nhân vật đấy của chúng ta thì sao nó có nhiều trang phục, và sau đó thì chúng ta sẽ làm cho nó thay đổi trang phục cách ngẫu nhiên đúng không, thì nó sẽ tự động nó thay đổi trang phục thôi đúng nhỉ? À rồi, à, thầy cảm ơn Mạnh Hùng. Thì bây giờ thầy sẽ nhận xét bài cho con. Về phần sản phẩm thì thầy đấy, đây là một sản phẩm, một ý tưởng rất là hay. Và thầy rất là thích cái cách con, cái ý tưởng của con xuất phát từ một cái việc rất là thực tế, đó là con từng cho cá ăn và con dựa trên cái ý tưởng thực tế đấy con đã tạo ra một cái sản phẩm như thế này. Do đó mà thầy thấy rằng cái sản phẩm này rất là thích, rất là sáng tạo. Và đặc biệt là ở trong cái phần đầu của cái sản phẩm của con ấy, thầy thấy con làm rất là cầu kỳ. Tuy nhiên thì cái phần chương trình thì nó lại có hơi lỗi một chút, mình chưa chuyển được sang cái level 2. Về cái phần thuyết trình của con thì thầy rất là thích phần thuyết trình, con nói rất là to rõ ràng. Tuy nhiên thì do ở cái bước số 2 là cái sản phẩm của mình nó bị lỗi một chút, dẫn đến là con có vẻ lúc đấy là mình hơi bị bối rối đúng không, và mình không biết nói thế nào nữa đấy. Chính vì vậy mà nếu mà mình ở nhà mà mình sẽ chuẩn bị kỹ hơn thì thầy tin rằng là mình sẽ có những phần thuyết trình rất là hay trong sản phẩm này. Rồi về cái phần khi mà con trả lời câu hỏi ấy, thì thầy thấy là mình rất là hiểu bài đúng không, mình đều xử lý được, và một số cái thì thầy gợi ý một cái thì con làm được ngay, rất là tốt đúng không, mình nắm sản phẩm rất là vững. Và để cho cái sản phẩm này nó hay hơn thì thầy nghĩ là con có thể cho thêm phần âm thanh đúng không, thêm phần âm thanh, thêm phần thay đổi màu sắc như một số bạn nói, và thậm chí là mình có thể làm những cái bóng nước cho nó nổi lên nhìn nó đẹp đúng không. Và đương nhiên thì nó có nhiều level thì game của chúng ta chơi nó sẽ được lâu hơn và nó sẽ không bị nhàm chán. Đấy là cái ý tưởng mà thầy muốn đóng góp thêm cho Mạnh Hùng. Rồi thầy cảm ơn phần thuyết trình của Mạnh Hùng rất là nhiều, thầy cảm ơn con.